Cẩm Thị à, ghé vào quán uống nước nha. Em không có khác. Nếu không thì anh sẽ theo đến nhà hoặc đến trường luôn đó. Dám theo không? Sao không dám? À Thị nè, sao hôm đó thì vội vã ra đi mà không cho anh hay vậy? Nếu tình chẳng dân dương thì không thể nào tìm yêu còn được chung lối chung đường. Một ngày cũng nghĩa yêu thương, nhưng không biết phải chứng minh thế nào cho lòng em sáng tỏ. Còn ở đây chừng nào mới tới thành phố? Nè nè, ông hỏi ai mà cái lỗ mũi ông đụng vào cái gò má tôi vậy? Tôi nói với cái thằng mắt dịch kia kìa. Tại bà nhiều chuyện rề lại nghe, tôi thì ngỡ nó còn đứt nên tôi quay qua lỡ đụng cái gò má của bà rồi hôn luôn. Bỏ lỡ thì cũng uổng. Nè đừng có biện hộ nghe con trai già dê. Chà, làm như bà đẹp lắm vậy. Tôi nói cho bà biết, cái mũi của tôi lỡ đụng vào cái má của bà, nó còn ân hận đó. Nói cho bà biết. Ân hận gì á, trai già dịch? Ân hận gì lỡ đụng vào cái gò má nhăn như cái dao mèo. Chà, ông làm như mặt ông thẳng lắm vậy. Ê, thẳng như khỉ già ăn ớt vậy. Đó, xe đổ máy rồi đó, đó. Hú hồn, hú vía, tưởng đang ngủ đây luôn rồi chứ. Có tôi đây, không có ma cắn đâu mà sợ. Nè nè nè, ghế ông hồi nãy ở đâu mà giờ ông lại ngồi đây vậy? Thích ngồi đâu thì ngồi. Từ từ đừng có chen lấn bà con ơi, ngồi cho đúng chỗ giùm con đi. Đó, ông nghe không? Không. Dạ, dạ thưa bác, chỗ này của cháu. Tôi đã nói rồi mà ông ngồi lì ra đó à. Ờ, việc gì đến bà? Chỗ nào trống mà tôi ngồi đó, rồi sao? Dạ, xin bác thông cảm, chỗ này của cháu mà. Không biết của ai hết. Nè nè, tôi cũng trả tiền đủ, đâu phải đi chùa. Đố ai dám đuổi tôi rời khỏi ghế này. Đừng cứ vậy mà ham, nhào vô kiếm ăn. Thiệt là cháu già ngang ngạnh mà. Dạ thôi đi bác, ông đã già nua đi ngủ làm chi. Cũng tại cô hết xe nổ máy rồi, đứng yên chỗ đó không biết gì. Để thằng cha già về mới trước vô đây. Như vậy mới hay. Đã không biết ngưỡng còn dên dên mặt. Đúng chỗ của tôi nãy giờ là ăn lôi.
nhào vô kiếm ăn. Già vậy chứ chịu chơi lắm à. Chịu chơi hả? Được rồi, được rồi, thì ông cứ nhào vô đi, con này cũng chịu chơi lắm mà. Dạ, dạ thôi đi bác, cho cháu xin đi. Bác à, chỗ của bác đâu, để cháu xuống đó ngồi. Tuốt à, sao đó. Sắp xếp cho bà con ngồi đàng hoàng đi quầy ơi, đừng để cho bà con phiền phức. Dạ. Nè, chỗ đâu vậy đó? Gần tối rồi, bà muốn quậy hả cha? Tôi khoái ngồi đây, chỗ này êm. Ở đằng sau dằn quá, chịu không có nổi. Trời đất ơi, chỗ người ta mà ông dành ngồi sao được. Không sao đâu, cứ để cho bác ấy ngồi đó đi. Đưa cô bé lên ngồi chỗ anh kia. Chừa là một ghế thôi. Hành lý thì cứ để đại dưới chân cũng được, nghe không? Dạ. Cô theo tôi. Ê, Nhung. Nhung à, anh làm tôi với ai vậy? Xin lỗi, giống quá à. Giống tôi hồi nãy không? Thôi im đi cha. Hoài ơi, tánh nào tật nấy à. Đưa cô bé lên đây ngồi, để cho xe chạy, nghe không? Thưa anh, phải bệnh nó uống thuốc hết rồi. Đây là cái tật uống hoài không hết. Cô, theo tôi. Thế không? Nhờ tôi mà cô có chỗ ngồi ngon lành đó. Em phục tài anh Tư sát đất luôn đó nghe. Chỉ rớ bàn tay vào con chút xíu mà tiếng máy nổ ngọt như Henneken. Chẳng qua là kinh nghiệm nghề nghiệp thôi. Nói thiệt với anh Tư nghe, bữa nay mà không có anh Tư đi chung chuyến xe này chắc tụi em ngủ bụi rồi. Lạnh hả cô bé? Có cần đổi chỗ không? Dạ, hơi lạnh, nhưng mà không có sao. Cháu thích ngồi ngoài hơn. Cháu. Chút nữa kêu đổi là không có được đó nghe cô bé. Dạ, cảm ơn bác. Cháu không có đổi ý đâu. Nè, cô bé về tới đâu vậy? Dạ, xe tới đâu cháu về tới đó hả? Cái gì mà bác với cháu? Ủa, bác cười gì cháu đó? Sao cô bé biết tôi cười cô bé? Chỉ có hai bác cháu ngồi gần nhau. Bác không cười cháu, chứ bác cười ai? Ờ, đúng rồi, tôi cười cô bé đó. Cười cháu hả? Mà bác cười chuyện gì? Tôi cười là vì khi không rồi tôi lại có được một cô cháu ngang xương. Nghe từ gọi bác ngọt ngào của cô mà tôi buồn đi 5 phút. Vì cái già của tôi chưa có phải lúc. Thì thử hỏi làm sao mà tôi chẳng buồn cười. Tự nhiên thấy mình già thật là mau. Thì ra bác cười chuyện đó hay sao? Nè, cô nhìn thế nào tôi bằng bác vậy hả? Con bác thấy cháu bộ nhí lắm hay sao? Mà gọi là bé nọ bé này. Ờ, tại vì tôi nghĩ cô bé trẻ con không dám giành ghế vì sợ ăn đòn. Có phải đúng như vậy hay là không chứ? Dạ, nể người già thôi. Còn trẻ hả? Đừng có hòng mà cháu nhân nhượng đâu nghe. Vậy là kính lão đắc thọ chứ gì. Sao? Sao lại yêu bé? Chả lẽ giận người già này sao? Quay à? Quay! Ai? Bật giùm chút ánh sáng đi. Trời tối ngột ngạt quá. Mở đèn hả? Nãy giờ đâu biết đâu. Tưởng anh Tư thích bóng tối hơn ánh sáng chứ. Chết cha. Cười gì vậy cô? Ủa? Mà cô đâu có bé. Dạ cháu à, xin lỗi ông. Nãy giờ không có đèn xe cho nên nhầm lẫn, tưởng là ông lớn tuổi. Ai dè không có nén cười được. Hết bác rồi lại ông. Thật sự tuổi tôi chỉ đáng. Đâu cô gọi thử anh coi, có chết đâu mà sợ. Anh hả? Ờ à. Cũng được à, anh thì anh. Bây giờ mới thấy tôi trẻ là một chút đó. Phải không cô? À, mà cô tên gì vậy? À, tôi là Cẩm Thụy. Còn anh? Cẩm Thụy. Cái tên này khó nhớ à. Mà nhớ rồi thì không thể quên đâu nghe. Còn tên tôi chắc cô nghe rồi nãy giờ người ta gọi đó. Tư á. Tên Tư hay là thứ Tư? Tên Tư mà cũng thứ Tư nữa. Nhà Thủy ở đâu? Thành phố hả? Dạ. Ở đường nào? Dạ, đường Nguyễn Trãi. Nè, khi xuống xe cảng miền Đông á, anh đưa Thủy về nhà có được không? Mới quen biết lần đầu, không có dám làm phiền anh đâu. Có gì mà phiền, biết đâu đây là duyên kỳ ngộ sao? Vậy
anh định đưa em về bằng xe gì nè? Xe lam, xích lô hay xe buýt? Không, bạn bè tôi ở xa cảng nhiều lắm, tôi sẽ mượn xe đưa cô về. Ủa, vậy là anh làm việc ở xa cảng miền Đông hả? Trước kia kìa, chứ bây giờ thôi rồi. Vậy bây giờ anh làm gì? Ở đâu? Mà hành trang bộn bề như thế. Tôi đi công vụ ngoài này, hôm nay trở về thành phố. Hiện nay là tôi làm việc cho một công ty nhà nước. Vậy xin Cẩm Thụy an lòng và xin đừng từ khước. Chẳng hề khước việc gì. Ờ thì vậy tôi xin đưa Cẩm Thụy về nhà đó. Sao? Ai mà dám cho tới nhà, có bề gì tìm việc điều tra. Cái này suy bụng người ra bụng ta đó nha. Bây giờ tôi muốn cô trả sự công bằng. Anh cần biết thêm, cái gì về tôi? Chẳng hạn như cô bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa? Ai mà chẳng có gia đình, anh hỏi lạ. Không, ý tôi muốn nói đây là gia đình kia kìa. À, nếu tôi nói chưa thì anh có tin không? Không biết có nên tin không nữa. Một thân tôi nuôi không nổi, có chồng thì làm sao? Có chồng thì chồng nuôi. Ý, không có dám nuôi đâu. Hơn nữa xấu xí như tôi, ai mà dám nuôi? Ai mà nói Cẩm Thụy xấu hả? Thì tôi xin bị tử hình á. Anh nói thật hay là nói... Tôi nói thật đó chứ. Cẩm Thụy nè, Cẩm Thụy mới là nói chơi theo kiểu tinh nghịch của mình. Tôi hỏi thiệt nghe, nhưng mà phải trả lời thật à. Nè, anh nên nhớ dối gian hả? Sẽ bị đời khinh miệt đó. Vậy thì bây giờ cô làm gì để nuôi thân? Em bán hàng rong trước cổng trường. À, vậy là cô bán văn phòng phẩm. Anh đoán thiệt là tài á. Hàng rong mà có văn phòng phẩm hả? Nè, em chỉ bán những cái món hàng dụ dỗ con nít á. Chẳng hạn như là cốc ổi nè, cà rem nè. Bộ không tin hả? Không tin. Không tin thì anh đến đó mà coi. Nè, thách là tôi đến à nghe. Em sợ à? Bác tài này kỳ ghê, đến bến rồi mà còn lả lướt à. Cô thì không vui lòng, còn tôi lại cảm ơn bác tài cái lả lướt đó đó. Nè, cái vỏ của bác tài nè. Nè Cẩm Thụy à, khoan đã, chờ khách xuống bớt đi, chen lấn làm gì cho nó mệt, đã đến rồi mà. Cẩm Thụy nè, tính làm sao về lời đề nghị của anh? Đề nghị gì? Đưa về nhà đó. Xuống xe rồi sẽ tính. Vậy ha, thôi ta xuống được rồi. Cẩm Thụy, đồng ý ha. Đồng ý thì đồng ý. Vậy Cẩm Thụy ở đây chờ tôi nha, tôi đi mượn xe không lâu đâu, chút xíu à ha. Dạ. Ủa, cháu chờ ai vậy? Chờ ai kể tôi? Để anh đưa cháu về nghe. Cảm ơn ạ. Cháu, sao cháu bỏ đi? Kìa, cháu gì đó ơi, cơm nguội. Rồi, mất tiêu rồi. Cẩm Thụy ơi, Cẩm Thụy. Ủa, đâu mất rồi kìa. Không lẽ cô ta cho mình đi tàu bay giấy? Anh Tư ơi, anh Tư, chưa về sao? Quay nè. Ơi, có thấy cô bé ngồi cạnh lúc nãy bên tôi không? Lên xe về rồi. Người nhà cô đến đón hả? Không có, đi ông đang ôm. Nghe cô bảo chạy về Thiện Nghè. Thiện Nghè? Không lẽ tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nếu trời xui khiến mà gặp lại đó hả, mình sẽ không có nhìn mặt đâu. Người gì đâu mà lạ lùng, nói ở Nguyễn Trãi mà đi về Thị Nghè. Còn cái tên không biết Cẩm Thụy hay là Cẩm gì đây nữa. Chiều buồn nắng lặng lẽ ra bến xe, mây trên cao bay khuất trên trời, dạt theo gió cuốn cho đi bao nhiêu mộng mơ. Chuyện tình vừa đẹp như nên thơ, từ lúc quen nhau rồi xa tình anh lại cái ông hoài nữa. Im giùm mấy cái đi. Dạ. Đúng với cái tên nè. Dạ. Mới sáng sớm mà cứ rên trĩ hoài à. Riết chắc tôi trở thành ve sầu quá hả. Nè, đọc bài vừa thôi nha. Riết rồi muốn giống ổng hả? Không dám giống ổng đâu anh ơi. Vậy chứ người ta hát xong cấm tôi. Hát thì hát chứ, nhưng mà phải lựa bài nào vui vui cho người ta dễ yêu đời một chút. Hát cái gì mà nghe thê thảm quá trời quá đất hả? Vậy thì nói trước đi, người ta mới biết chứ muốn vui thì cho vui gì đâu. Khó, gắt gạo quá, vui không? Có vui, bài vui không? Vui thì nói cho vui nè. Người vừa tặng ta vớ thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Tự vào cuộc vui ta chốn nghe lừa dối. Thôi thôi hả? Con lại cha cha. Gì sao hả? Vậy mà bà là bà vui đó hả? Thì mượn sao có chữ vui được thôi. Vui đâu, chữ vui đâu? Tự vào cuộc vui ta chốn nghe lừa dối. Trời đất ơi là trời. Tôi hỏi thiệt anh nha, chắc anh bị cô nào cho ve rồi phải không? Cho nên hát toàn là bài ngắn ngẩm không à? Nhầm nhòi ba chuyện lẻ tẻ đó. Cô này cho ve thì mình bắt phe cô khác. Nè, tôi ngán là ngán cái ông kia kìa. Bộ ngán anh Nhơn hả? Còn ai trồng khoai đất này, từ hôm đi công tác với tôi về á, không biết ông uống nhầm cái thuốc gì. Rồi có ngàn sườn tay tinh tay nết dây lúc xưa rất nhiều hồi nào. Dễ dãi dễ thường bây giờ ngang ngạnh có sườn có kỳ, lúc nào nét mặt cũng lầm lì. Với tôi mà anh chẳng buông tha, không lầm lỗi cũng bị anh la anh rầy. Anh nói thì tôi mới dám nói đó. Cô bị ổng sạc á thì cũng vừa thôi, cứ ổng nghẹo rồi lại kêu lùi. Tôi còn phát bực á, huống chi là ổng. Nè 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 nè. Vậy? Không có nói chơi quá trớn nha. Tôi ổng nghẹo hồi nào chứ. Trời ơi. Ê cha này, làm cái gì mà nhìn người ta mà cười cười vậy? Trời ơi, nãy giờ cũng phát hiện nghe. Không có cười nghe. Trời ơi, hôm nay tôi nhức nhối quá hà. Gì? Đẹp quá hà. Đẹp quá. Tôi tin chắc cái nghe. Anh Nhơn mà nhìn thấy chắc lé luôn á nghe. Nó thiệt cái Mỹ Thu đừng có ẹo nữa. Tôi dòm tôi còn quái. Đẹp xấu gì kệ người ta. Nè anh Hoài à. Ơi. Tôi nói cho anh biết nha. Tôi không hiểu sao á. Anh Nhơn mấy ngày nay lạ kỳ ghê vậy đó. Anh có cái vẻ buồn buồn làm sao á. Hỏi thiệt nghe, Mỹ Thu có làm gì cho anh giận không? Không có đâu anh ơi. Trời ơi, em hả? Em chiều chuộng muốn chết luôn vậy đó. Chứ ở đó mà dám làm cho ảnh giận. Mỹ Thu à, giờ mình như người nhà rồi. Mình cứ hỏi thẳng ảnh đi để khỏi ấm ức. Cái gì người nhà? Làm bộ rồi à. Ai còn lạ gì cái chuyện Mỹ Thu với anh Nhân nữa. Nè, anh đừng có nói bậy nghe. Gì? Chết, gì anh Nhân tới. Hả? Nhân hả? Nhân tính đi đâu vậy? Trời ơi, về bạn làm việc. Em muốn đi chơi với anh á, thì chiều nay mình tính đi rồi anh chở em đâu. Quỷ đồ quỷ tối thời giỡn hoài. Quỷ xí. Mỹ Thu à. Mỹ Thu. Dạ. Cha hôm nay chuyển hệ buồn nữa nha. Kệ người ta đi. Sao? Chờ anh gọi mới chịu vào à? Dạ. Tại vì em sợ anh đuổi em như ngày hôm qua nữa. Cho anh xin lỗi nha. Có lẽ chuyến đi xa làm cho anh mệt khó chịu. Mỹ Thu bỏ qua cho anh nha. Và đừng hờn trách anh. Nghe em chỉ một lời mất ngọt còn thua, nhưng em không hiểu sao tánh tình anh sớm đổi thay, hay là anh đang bị bệnh bất ngờ vậy khi làm việc mãn giờ. Bác sĩ đến cho anh. À không cần đâu em à. Không cần đâu. Anh vẫn
việc anh phải đo lường nên đầu óc hơi hoang mang. Không có đâu, em thấy anh vô cùng khác lạ. Mấy hôm rồi chứ đâu phải hôm nay. Hôm qua hôm nay thấy hôm nào cũng vậy. Nè nha, không có lúc nào qua khỏi mắt của em đâu. À, Thu nè, sáng đến giờ có ai gọi điện thoại cho anh không? Dạ có. Có bà hiệu trưởng trường Nguyễn Bính Khiêm gọi đến. Em bảo với bà là anh đi vắng rồi. Bà ấy nói khi nào anh về thì gọi điện lại cho bà. Đâu, em đưa số điện thoại cho anh. Em ghi sẵn trên bản thông báo đó. Ừ, bà hiệu trưởng là chị hai của anh đó. Để anh gọi cho chị xem coi có chuyện gì cần không. Alo, cho tôi gặp bà hiệu trưởng à. Ờ, xin lỗi, ai đầu dây đó? Cô tên gì? Nè nè nè, đừng gắt máy nghe. Alo, alo, alo. Anh Nhân, chuyện gì mà em thấy em bực bội quá vậy? Chị hai bận, chút nữa anh sẽ gọi lại. Anh Nhân nè, em muốn hỏi anh vậy chứ. Đi công tác về, có chuyện gì vui không anh? Vui thì cũng có, mà bực thì cũng có. Còn Mỹ Thu, ở nhà chắc vui lắm ha. Sao anh biết em vui? Vì anh mới vào, nghe Thu với Hoài cười nói xôn xao ý hợp tâm đồng. Như bướm rơi hoa, như tiếng nhạc với lời ca, cùng dìu nhau theo nhịp điệu trang hòa. Anh nói mà không sợ em buồn em giận, càng nghĩ càng thêm tủi cho thân phận. Chỉ một ngày xa vắng nhau tôi cũng đủ cho em trong đứng trong ngồi. Huống chi cả tháng trời mà anh xa vắng. Anh cảm ơn Thu nhiều vì có tấm lòng lo lắng. Lời cảm ơn cái gì mà nè, mong câu gì anh sẽ nói cho em vừa lòng. Anh vừa biết rồi, tại anh làm bộ ngây thơ đó thôi đó. Chờ anh chút nghe Thu. Alo, Tứ Nhân đây. À, chị hai đó hả? Có chuyện gì không chị? Thanh toán hợp đồng xe à? Dạ, em chờ. À, chị hai ơi, chị cho em hỏi nghe, cô gái tiếp điện thoại khi nãy với em là ai vậy? Hả? Cẩm Thủy à? Không có, em hỏi cho biết chị mà. Sao chị? Cẩm Thủy trên đường đến đây thanh toán xe à? Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ, em chào chị hai nha. Anh Nhân, Cẩm Thủy là ai vậy anh? Một ngày gần đây em sẽ biết. Anh Nhân, anh Nhân. Chuyện gì vậy Mỹ Thu? Bỗng nhiên ông chuyển hệ là tê qua ba liền vậy? Rồi rồi, vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi vậy đó. Trời ơi. Chỉ có trời mới hiểu anh đang làm cái gì thôi à. Chạy sao thì chạy, ai cấm ai, cản người ta chứ bộ cản cô sao? Đúng như cua. Thời buổi văn minh làm vậy đó, cho nên bán hàng rong cũng mặc áo dài. Cái gì bán mà hàng rong mà mặc áo dài? Chết chưa, hỏng lẽ. Nè nè nè, cô cháu đừng quên luôn cái bát này rồi phải không? Ý, anh Tư, thì ra là anh hả? Quả là trái đất tròn phải không? Mà không chừng hữu duyên thiên lý nữa là khác à. Không có dám thiên lý đâu. Cẩm Thủy à, ghé vào quán uống nước nha. Em không có khác. Nếu không thì anh sẽ theo đến nhà hoặc đến trường luôn đó. Dám theo không? Sao không dám?
À Thị nè, sao hôm đó Thị vội vã ra đi mà không cho anh hay vậy? Thị có biết là anh buồn lắm không? Dạ, cho em xin lỗi. Chẳng qua là em không muốn làm phiền tới anh. Hơn nữa, có cái tên gì xòm tới chọc ghẹo hả? Làm bực bội, cho nên em về luôn mà không có cho anh hay được. Ai vậy Thị? Cái ông mà đi với anh đó. À, cái thằng... giật túi xách, giật túi xách. Không, nó giật chưa có được. Nhờ vướng tay cầm cho nên cái giỏ của em nó còn đây nè. Trời ơi, may quá. Em có sao không? Dạ không có sao. Nhưng mà chiếc xe đạp của em hư rồi. Thôi, để anh kêu xích lô chở đến tiệm sửa lại cho em nha. Xích lô, xích lô. Dạ, cô cậu đi đâu? Chú chở chiếc xe đạp này chạy theo tôi nha. Thị à, lên xe đi em. Nhưng mà em... Quen biết với nhau rồi mà ngại ngùng cái gì nữa. Lên xe đi em, đừng để xích lô người ta đợi. Ủa, sao dừng lại ở đây? Nè, chú cầm đỡ 10.000 nha. Dạ, cảm ơn. Thị à, căn nhà này có anh thợ sửa xe giỏi lắm á. Vào đi em. Ủa, hôm nay cậu Nhân về sớm quá vậy? Sớm về sớm, đây là bạn gái của tôi. Dạ, chào cô. Nè, anh mang hộ chiếc xe đạp này vào nhà nha. Dạ. Ủa, nói vậy, đây là nhà... của anh. Có lẽ nhờ dịp mai này mới mời được em Thị về nhà đó. Coi kìa, giận hả? Thôi, vào nhà đi rồi trách hờn gì anh cũng được mà. Ngồi đi em, anh lấy nước cho em nha. Khỏi, em muốn về. Coi kìa, sao lại về? À, biết rồi, yên tâm đi. Vì ba của anh hôm nay vừa đi vắng, em khỏi phải bận tâm hay là lo lắng mà. Cũng khỏi phải ra mắt hay chào hỏi ai đâu. Vui đi đừng có âu sầu. Em không hề ngại chuyện đó đâu. Nhưng mà em biết anh dối gạt em á. Bảo là chở em đi sửa xe đạp, rồi cái chở người ta tuốt về đây à. Chớ dễ chi mà có được cái dịp này, chớ được cô giáo bán hàng rong. Thôi đi, em không thích dài dòng. Không thích thì cũng phải ngồi lại đây chứ. Anh có biết làm như thế người ta gọi là gì không? Biết chứ. Là gì? Tình yêu. Anh yêu em và anh biết chắc là em phải không? Nè, em có hứa hẹn gì mà sao lại bảo em yêu? Vì em đã yêu nên mới nhận những sự nuông chiều của anh. Chẳng lẽ em lại cam đành để duyên không thành? Anh tuổi buồn anh chết rồi sao nè? Em mong cầu anh chứa chùa màu để em yên thân quán lo khỏi sợ anh chặn đường đón ngăn. Nếu em chẳng yêu anh chết ngọt liềm không hề băn khoăn. Chẳng hối hận anh năn tìm giúp giùm một đường tăng. Nếu anh chết em phải để tang đủ tròn 3 năm đó. Chồng con gì em mà tan chứ. Nếu không anh dỡ nắp hàng, anh đứng lên la làng. Ai hứa mà la. Em đừng có dối lòng, em đã hứa yêu anh rồi kia mà. Em có hứa gì với anh bao giờ chứ? Em không hứa bằng lời nói, nhưng ánh mắt nhịp tim em đã hứa. Cẩm Thủy ơi, thật sự anh đã yêu em từ phút giây chia tay ấy. Không sao quên được người con gái mà chỉ một lần quen biết, nhưng đã làm tim anh sao xuyến muôn phần. Trong những ngày tháng qua anh luôn đi kiếm tìm, dù không mong gì gặp gỡ. Bất ngờ hôm nay có lẽ cơ trời lá lai.
như là hồn ma, người ta sợ hãi đã lánh xa. Vậy mà vẫn đeo theo à? Mời người ta về nhà mà y như là bắt cóc. Thôi đi mà, chọc quê anh nữa làm gì? Nè, đừng có hòng nha, anh không có quê đâu. Vậy mà không quê, gạt người ta đến hai lần á. Để từ vào cái đêm mì hôm trước, em bỏ anh đứng bơ vơ cả tiếng đồng hồ, em biết hay không? Cái chuyện đó em xin lỗi rồi chứ bộ. Bây giờ thì anh xin lỗi em lại. Cẩm Thụy, từ ngày ấy cho đến hôm nay anh... biết mong chờ, biết dồn ra buồn vui đời em dưới mưa. Tôi biết em tim này trắng như lồng giấy, tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng hoàn toàn thất vọng vì thân phận của em nghèo hèn cuối cùng. Thì làm sao thốt tiếng yêu ai vì sự tăng của hai chữ sang hèn. Ai mà đêm trăng sao đuổi một con đèn, sao nhà anh không lợp tranh chất la để em dễ dàng thốt tiếng yêu anh. Khi yêu thì ai cũng thấy toàn là màu xanh, khi tan vỡ rồi từng đêm trường môi nức nở. Nhịp tim em giờ đây còn đang bỡ ngỡ vì bờ yêu là vẫn thầm đang chờ. Cẩm Thụy, thì ra em mặc cảm với thân phận của em phải không? Phải, em chỉ là một cô gái quê, ngoài trái tim ra không còn gì cho anh cả. Cẩm Thụy, chỉ cần em yêu anh bấy nhiêu cũng đầy đủ cho anh rồi. Ngoài ra anh không đòi hỏi ở em những gì nữa cả. Khi yêu nhau rồi ai lại phân biệt hèn sang. Tiền tài vật chất cái đó chỉ che đậy bên ngoài và cung cũng cho cuộc sống xa hoa, cho những ai thèm khát. Nhưng nó không thể nào đổi lấy được một tấm lòng trong sạch của đôi lứa yêu nhau. Cẩm Thụy ơi, với anh em là ngọc ngà trắng sao thì không có một báu vật nào so sánh được. Em là hai đường thượng nghe dược, hai thanh viên lên mà đua sắc khoe màu. Anh Nhân, em hãy hứa yêu anh đi Cẩm Thụy. Ánh mắt nhịp tim em đã hứa rồi đó. Không, anh muốn nghe em hứa bằng lời nói kìa. Dân, em hứa sẽ yêu anh, yêu mà.
mãi mãi. Cẩm Thủy, em... Nè. Ừ? Nghe tội nè. Anh còn giấu em một điều nữa đó. Điều gì? Chờ em chút đi. Đây nè, dám gạt em á, nói là thợ máy tinh tư nữa ha. Ủa, ở đâu em có được tấm danh thiếp này? Bà hiệu trưởng kêu em thanh toán tiền hợp đồng xe, nhưng chưa đi tới đâu đã bị ông giám đốc Trần Tứ Nhân bắt cóc á. Nè, em biết bà hiệu trưởng là gì của anh không? Chị hai của anh đó. Hả? Hèn chi. Vậy anh mới biết rõ về em và biết em trên đường đến đây nên anh theo dõi để đón đó. Bắt cóc chứ đón cái gì, liều hết biết á. Được rồi, em sẽ phạt cho coi. Phạt cái gì? 15 ngày không cho gặp mặt. Trời đất ơi, thôi tội nghiệp anh mà. Đợi đến ngày đó chắc anh quá đá quá à. Ý chết. Ừ? Nhận đi thanh toán hợp đồng xe, vậy mà còn ở đây. Tiền nè, anh nhận đi. Em đi về kẻo bị... bị kiểm điểm phải không? Gì nữa? Để anh đưa em về. Thôi đi, mấy đứa bạn nó thấy hả? Nó cười em chết à. Không có ai dám cười đâu. Sao lại không dám? Vì anh cưới em rồi đâu còn ai dám cười em nữa. Đi thôi đi, chị ghét à. Ý, còn chiếc xe đạp. Để đó sau này cho anh làm kỷ niệm được không? Anh ghẹo em không à. Nè, muốn gì lẹ thì ra xe mau. Tưởng à, ai tìm tôi nói chúng tôi về nha. Dạ. Ủa cô Thu. Anh Nhân có ở nhà không anh Tưởng? Cậu Nhân vừa mới đi, có dặn lại hễ có ai tìm thì nói cậu. Mời cô vào nhà đợi chút. Dạ. Anh Tưởng à, anh Nhân anh đi một mình hay đi với ai vậy anh? Dạ đi với mà thôi, nói ra cậu Nhân cho tôi thèo lẻo. Cậu đuổi việc tôi khổ lắm, không dễ gì tìm được chỗ làm như vậy. Tôi thấy anh làm quản gia nhà này cũng lâu rồi, mà sao anh không có cái gì hết trơn vậy? Đủ cơm ăn là phước rồi. Vậy tôi biếu anh 200 ngàn nè, để anh mua cái đồng hồ anh đeo với người ta. À cô à, cô... Không có sao đâu, anh lấy đi đừng có ngại. Cô Thu tốt quá. Cô cho như vậy là bằng nửa tháng lương của tôi rồi đó. Cô đáng là bao đâu anh Tưởng. Mà tôi hỏi anh nè, vừa rồi anh Nhân anh ra khỏi nhà này với ai, anh cho tôi biết được không? Với cô, làm sao tôi dám từ nan, nhưng tôi e ngại cậu biết được. Anh hãy an lòng, thêm 100 ngàn nè anh cứ cầm. Cảm ơn cô. Có gì đâu. Anh Tưởng à, tôi muốn hỏi anh vậy chứ, hồi nãy anh Nhân anh đi với ai vậy? Anh nói tôi nghe đi. Dạ cậu Nhân đi với một cô gái trẻ đẹp lắm. Rồi anh có biết cô ấy tên là gì không? Tôi nghe cậu Nhân gọi Cẩm Thủy. À chắc cậu Nhân về, để tôi ra mở cổng. À, cô ngồi chơi. Dạ. Nè đừng có tiết lộ cậu Nhân biết được là chết tôi đó nghe. Anh cứ an tâm đi mà. Cẩm Thủy, Cẩm Thủy. Hồi nãy có ai tìm tôi không? Dạ có, cô Mỹ Thu ngồi chờ cậu nãy giờ. Vậy à? Mỹ Thu à, đợi anh có lâu lắm không em? Lâu hay không là anh biết. Coi kìa sao giận anh. Anh Nhân, sao hôm nay lại bỏ công ty mà đi trong giờ làm việc chứ? Tại sao vậy? Thì anh bận việc. Bận việc à? Chứ không phải vì cô Cẩm Thủy nào đó sao? Kìa Mỹ Thu, anh không thích con gái uống rượu, nhận thức được chứ. Sai xưa bên bé có tốt gì đâu. Không tốt à? Em như vậy là vì ai chứ? Có phải là vì anh? Gắn nét tham sầu lên dần trán thơ ngây. Chỉ hơn một tháng qua, vắng anh mà em tôi.
khai cho anh rõ tận đường. Những nỗi buồn thầm kín bấy lâu nay mà anh nào biết nào hay. Thật với người ta à? Có lẽ tại người ta muốn làm ngơ để cho tim em tan vỡ. Hết đời rồi mong biết bao chất chồng thương nhớ. Đêm từng hạt mưa rơi bờ ngỡ khóc âm thầm. Trời đã vào thu mà sao che sầu vẫn bạc tiếng. Để phát phường buồn rơi rụng giữa hoàng hôn. Tiếng gà đã vang vọng cuối tuần mà sao giấc ngủ vẫn chưa tròn mộng đẹp. Chưa nhìn trọn ánh bình minh thì hoàng hôn dội khép. Để lại tàn đêm đen thẳm mà sao ông bơm vẫn chán trường đi tìm vườn hoa nào. Em ơi tình chỉ đẹp là khi tình còn dang dở, mà đời mất vui khi tình đã vẹn câu thề. Anh Nhân, nhưng ơi anh có biết là em yêu. Hả? Em yêu anh từ lâu lắm rồi, anh biết không? Mỹ Thu à, em đừng có nói đùa như vậy. Em không đùa với anh đâu. Em yêu anh, em yêu anh. Mỹ Thu, em bình tĩnh lại nghe anh nói đây. Anh không hề yêu em, mà chỉ xem em là một đứa em gái thôi. Chỉ xem em là một đứa em gái thôi à? Phải. Anh Mỹ Thu. Anh Nhân, anh ác lắm. Em ghét anh, em thù anh. Mỹ Thu, Mỹ Thu, Mỹ Thu, Mỹ Thu. Nè, anh chuẩn bị xong chưa? Thấy gì hết vậy? Yên chí đi, tôi mà chịu động não thì ổn thôi. Chỉ cần... Được rồi, được rồi. Nè, cầm đi, một lượng vàng đó. Đủ không đây? Đủ chưa? Nói rõ chi tiết cho tôi biết đi. Nè, tôi đã bỏ công suốt cả tuần nay và đã nắm rõ lý lịch của nó rồi. Rồi đấy, cô thấy sự bất ngờ Lý Thu. Miễn số vàng của chồng đủ cho tôi. Nơi này không phải chỗ lôi thôi. Quan trọng là phải nhanh chóng êm trôi. Cô hãy tin vào tài trí của tôi đi. Vậy thì đi thi hành gấp cho rồi. Xong việc á thì lãnh trọn gấp đôi. Cô an lòng, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Con Thu này đâu dễ chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Ê,
cô hạnh phúc. Cô giàu xinh quá, đúng là trai tài gái sắc nha. Dạ, dạ xin cảm ơn. Chúc mừng anh Nhân à. Em mừng cho anh chọn được người vợ thật hoàn hảo. Cảm ơn, cảm ơn Thu nha. Vui quá. Vậy còn bao nhiêu nụ cười? Cứ cười hết ra đi, để không còn việc cười nữa đó. Ờ, Thu, sao Thu lại... Không, ý tôi muốn nói để cho anh và Cẩm Thụy vui cho trọn hôm nay vậy mà. Cảm ơn Thu. À, Nhân à, bà thấy con sai rồi đó nha. Thôi vào nghỉ đi con. Ngày vui của con mà ba, bạn bè mời sao con từ chối được ba. Uống phải có chừng mực thôi. Cẩm Thủy con, Diều Nhân vào nghỉ đi con. Tiệc cũng tàn rồi, còn số khách này ba thay mặt hai con tiếp họ được rồi. Dạ. Nằm đây để em lấy khăn lau mặt cho anh nghe. Anh không có sai đâu. Em không có chịu đâu. Vậy thì anh gạt em á. Còn cười chọc quê nữa hả? Nè, bộ giận anh sao? Không có. Không có mà buồn. Em buồn là em có báo tin mà chị hai không về kịp. Có lẽ bận công việc gì cho nên về trễ thôi em à. Nè, hôm nay là ngày vui, không có được buồn nha. Mà phải vui vẻ cho anh thì vui vơi. Sao lúc nào anh cũng đùa dai à? Ai biểu em dễ thương làm gì nè. Muốn hôn em mà chẳng biết phải làm sao, nên anh mới giả sai. Cho anh biết tay. Nè, mặt của anh đây nè. Nè, nghe chưa? Buông em ra, ngợp thở quá hả? Buông ra, hôn cái gì mà dữ vậy hả? Bao nhiêu cũng chưa có đủ nữa. Anh muốn nụ hôn này mãi mãi gắn chặt trên má, trên môi của em á. Anh Nhân, em quả thật là diễm phúc. Đã được anh yêu mà còn cưới làm vợ nữa. Đâu phải một mình em diễm phúc, mà cả anh nữa. Để gì mà ai chiếm được em chứ. Gõ cửa phòng mình kia. Để anh xem.
Ai đó? Dạ, có người tìm mợ Cẩm Thụy. Ông bảo mợ xuống ngay. Anh ơi, có lẽ anh chị hai em về đến đó. Vậy anh cũng phải đi cùng em nữa chứ. Vậy đi anh. Đi em. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con biết mẹ ở đây. Chú kia kìa, chú nói mẹ bị đụng xe. Mẹ có sao không mẹ? Không, mẹ không có sao hết con à. Cẩm Thụy, thế này là sao? Đứa bé này là con của ai? Anh Nhân, em tại sao không nói? Nó là con của ai? Còn cháu, ai đưa cháu đến đây hả? Chú kia kìa, chú nói mẹ cháu bị đụng xe. Rồi con tin hả? Vậy cháu nói đúng tên mẹ của cháu. Con mẹ ơi, mẹ không có bị đụng xe hả mẹ? Con bị người ta gạt rồi. Chính cô gạt tôi chứ còn người ta nào gạt nữa. Con sợ quá mẹ ơi. Cô giải thích thế nào với tôi đi chứ. Phải rồi mà. Trời ơi, cô còn lời nào nữa để bài giải cùng với tôi. Khi sự thật đã hơi bài, cô trả lời đi, đứa con này là của ai? Đẹp quá và két kẹn hôm mà. Im đi. Tất cả im đi. Tôi không muốn nghe một lời nào nữa, dù lòng tôi đang nát rối bời. Nhân à, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh nha con. Ba ơi, làm sao con bình tĩnh trước sự việc quá đau lòng. Cô dâu chưa động phòng mà lại có con. Theo ba thấy, việc này có gì bên trong. Ba muốn con bình tĩnh. Con bình tĩnh đi con. Con bình tĩnh để tìm ra sự thật để sau này khỏi phải ân hận. Bác à, theo con á thì không còn sự thật nào khác hơn khi hai người họ con mẹ mẹ không hề ngượng miệng với nhau. Chẳng lẽ đây là sân khấu hay sao? Nếu như đứa bé này là người xa kẻ lạ thì dễ gì cô dâu im mãi được đâu. Sao nó không nhận tôi hay là bất cứ người nào ở đây? À, có lẽ họ quen rồi. Lối sông bên Tây, nên cô dâu có con trước ngày thành hôn không phải là chuyện lạ. Nè, cô hãy im đi và mau rời khỏi nơi đây. Anh Nhân, sao anh lại xua đuổi em trong khi em... Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Đi ở đi. Bác. Đi ở đi. Bác à. Dạ thôi. Xin mời các vị Cẩm Thiền ra về. Đây là việc riêng để gia đình tôi tự giải quyết. Nhân, việc này ba để cho con giải quyết. Có điều ba khuyên con nên bình tĩnh và sáng suốt nha con. Tại sao cô không nói mà lại khóc? Tại sao chứ? Tại sao? Cẩm Thụy, sao em không một lời đính chính? Em nói đi. Em hãy nói đây là một sự lầm lẫn. Hãy nói đứa bé này không phải là con của em. Không phải là giọt máu mà em đã cố mang với một mối tình duyên khác dòng đêm. Hãy nói em là người chẳng ham tiếng quyền giọng kèn, để cho anh được áp yêu một tâm hồn trong trắng như cánh sen không hề gợn chút bờn nhớ, để cho tình chúng mình đẹp tựa bài thơ như trang giấy trắng chưa hề lên.
hết mực. Anh không còn đủ niềm tin và nghị lực chứng kiến đứa con của em cùng kẻ khác giao tình. Ôi trời cao, bài chỉ giống bão nổi lên ngập trời, cho thuyền đương sống xô tơi bơi, cho lời yêu thương quá xa ngâm ngùi, cho đời tôi càng thêm chua xót cay đắng tràn dâng. Tình còn đâu như nước mắt đêm thâu, ai đã liếm chung vào biển sâu. Cái vị ngọt của tình yêu nó êm ái như thơ, mà tôi giữ kinh để tôn thờ. Bây giờ thì nó đã quá chua cay, vì men mơ đã bao ngày ấp nụ. Người ta đã từ lâu ấp yêu tình cũ, sao mình vẫn cứ dại khờ ủ rũ đợi mong. Anh Nhân, em không biết nói sao để hiểu được bây giờ, nhưng sự thật là... Sự thật đó là con của ai? Em nói đi. Nó là con của... Của ai? Không, không. Trời ơi, tôi phải nói sao để hỏi trời. Tôi hỏi con một lần chót, nó là con của ai? Của ai? Của em. Khốn nạn. Mẹ, mẹ. Tại sao? Tại sao con... Cô lường gạt tôi chứ? Tại sao? Anh Nhân, anh hãy bình tâm. Anh bình tâm mà nghe em nói nè. Chuyện như thế này mà cô bảo tôi phải bình tâm hả? Tôi sắp điên lên rồi đấy nè. Cô có biết ngay là không? Cô hãy trả lời đi, hôm nay là ngày gì hả? Cô trả lời đi, là ngày gì chứ? Là ngày cưới của đôi. Trời ơi trời, có ai hiểu được lòng tôi? Lửa hờn ghen nung nấu ngùn ngụt tận đáy con tim. Ngày hối ngộ của đôi cánh chim cũng là ngày trách phận mình sâu lắm trung chuyên yêu chết.
lại bị trách lòng không chân thật. Nỗi khổ đau chất chồng càng chồng chất, quá khứ từ đâu hiện lên quý vị mối tình đầu. Tôi là mối tình đầu của cô à? Phải, em chỉ yêu anh, yêu một mình anh, là người đầu tiên trong đời em. Anh hãy tin em, anh hãy tin em. Mối tình đầu. Tôi ngẩng đầu nghe vang vọng những lời nói yêu thương, hay lời Chúa chắc chắn trường của dĩ vãng đau thương. Tiếng yêu dần dần im dương, nhưng ngày lại sẽ thắt đoạn trường. Lòng người làm sao mà đo lường được hết tiếng yêu đương. Những cánh sao tỏa khắp muôn phương, chưa soi sáng hết nẻo đường. Thật quá chán nghe trường, làm sao định được nghĩa yêu đương. Nếu tình chẳng dân dương thì không thể nào tìm yêu còn được đường. Một ngày cũng nghĩa yêu thương, nhưng không biết phải chứng minh thế nào cho lòng em sáng tỏ. Chỉ có cái chết qua mai mới hiểu rõ, anh là mối tình đầu trong trắng của em. Tôi là mối tình đầu. Cái gì? Tôi là mối tình đầu. Mối tình đầu. Ôi hạnh phúc cho tôi quá. Cô, cô là mối tình đầu của tôi. Phải, nhưng ơi, sự thật là như vậy. Giả dối, tất cả đều giả dối. Không, em không giả. Anh hãy tin em, anh hãy tin em mà. Tin cô, tin cô à? Phải, vì tin cô nên tôi không cần tìm hiểu cho tường tận, để bây giờ chuốc lấy chua cay. Bao nhiêu mộng đẹp giờ như khói mây bay. Không ngờ cô có thêm một biệt tài, sao không lên sân khấu để khôi hài. Tình yêu mà cũng đem ra đùa cợt, cô làm trò hề cho tôi nữa hay sao? Ôi hỡi trời cao, em phải làm sao cho anh rõ tận tường đêm trắng, trong khi lòng em sáng tỏ trắng thanh. Nhân căn của cô giờ không đủ soi rọi. Những ơi, em hoàn toàn yêu tôi. Hãy suy nghĩ lại, kẻo quan tình mang đến thiên thu. Cô bỗng nhớ như nước đồng ao tù, ngỡ anh trăng trong ai ngờ là mây mù. Trong thế gian này hy hữu. Hy hữu vô cùng hy hữu. Cô dâu chưa động phòng lại sanh cho chú rể một đứa con biết đi biết nói. Hạnh phúc này dễ gì ai có được, phải không Cẩm Thụy? Anh Nhân, đến thế này em không còn gì để che giấu nữa. Anh hãy nghe rõ đây, đứa bé là con của cô. Chính cô thú nhận trước cả quan khách của buổi lễ cưới này. Không cần lặp lại nữa. Tôi không còn đủ can đảm để nghe thêm một lần thứ hai nữa. Cô nghe chưa? Thực tế nó là con của em, nhưng em không hề sanh ra nó. Mẹ, mẹ bộ mẹ bỏ con hả mẹ? Mẹ không bỏ con. Không vì hoàn cảnh nào mà mẹ bỏ con đâu. Còn lời lẽ nào để giải thích với tôi nữa đây chứ? Ha? Anh Nhân, anh Nhân ơi,
Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Không phải. Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Nhơn à, con không nên đánh Cẩm Thụy, mà hãy tìm giải pháp cho êm đẹp thôi con à. Mày cái tát tay đó ăn nhầm gì? Cô còn muốn giết chết cô ấy nữa kìa. Anh giết cô ta rồi anh vào tù gửi lịch à? Bác à, theo cháu thì bác nên mời cô ấy ra khỏi nhà là xong chuyện. Cũng may là lật tẩy sớm, chứ không thôi thì gia tài của bác chắc nằm gọn trong tay cô ấy rồi. Tôi không hề có ý nghĩ đó đâu. Tôi yêu anh Nhân bằng tấm lòng chân thật của tôi mà. Như vậy mà còn mở miệng nói chân thật được nữa à? Cô im đi. Tôi đã bảo cô về rồi mà tại sao cô còn ở lại xem vào chuyện của tôi? Anh Nhân, anh phải hiểu vì sao tôi xem vào câu chuyện này chứ. Nếu không có con khốn nạn này thì tôi đã là vợ của anh rồi phải không? Anh cũng thừa biết là tôi yêu anh, mà chính ba anh cũng biết điều đó mà. Sao bỗng dưng từ đâu nó dễ vào cướp giật anh trên tay tôi? Bao nhiêu ngày tôi nén khổ đau, bây giờ anh phải cho tôi nói chứ. Nhưng tôi không muốn nghe. Tại sao? Tại vì tôi không yêu cô. Cô nghe rồi, tôi không yêu cô. Anh Nhân, ba. Nhân à, theo ba thì thôi. Giờ đây cô muốn yên ổn, cô không muốn một ai quấy rầy con cả. Xin tất cả hãy để cho tôi được yên. Đi hết đi, đi hết đi. Cả cô nữa. Đi mau, đi khỏi nhà tôi. Đi. Ba. Đi. Ba. Ba không biết phải giúp gì cho con đây Cẩm Thụy à. Không ai giúp gì cho con được đâu, trừ chị Cẩm Nhung. Nhưng giờ đây chị ấy không về kịp. Mẹ ơi, mẹ đau lắm hả mẹ? Mẹ không đau đâu con. Thôi mình về đi mẹ. Phải, phải đưa nhau rời khỏi nơi đây mau đi. Đi. Anh Nhân, em biết giờ đây cô nói gì anh vẫn không tin em. Thôi được, sẽ ra đi. Xin cho em thu xếp đồ đạc. Chắc anh không hẹp lời đó chứ. Cô muốn lấy gì cứ lấy đi, tự tiện lấy đi. Mẹ, mẹ, mẹ bỏ con hả mẹ? Con ngồi đây đi, rồi mẹ trở xuống ngay. Anh Nhân, em chỉ thu gọn những gì của anh. Một ngày cũng nghiện ba cho phép con được gọi tiếng ba. Con đã mồ côi từ nhỏ, lâu nay con ao ước gọi tiếng thầm tình đó. Chỉ tại con không có bằng phước làm dâu nhà này. Vậy con xin ba nhân một lại cho con tạ tội. Con đã để buồn cho ba trong ngày cưới. Cẩm Thụy, ba không trách gì con đâu. Thôi đứng lên đi con. Thưa ba, những nữ trang này con không xứng đáng đeo nó nữa. Con xin gửi lại để sau này cho anh Nhân cưới vợ khác. Thưa ba, con đi.
anh. Anh như Cẩm Thủy, Cẩm Thủy. Nhân, con hãy soi lại mặt con xem. Chỉ mới một tuần mà con đã tiều tụy như vậy. Con muốn tự hủy diệt mình sao chứ? Bà không muốn thấy con như thế nào? Thôi, quên Cẩm Thủy đi con. Quên bằng cách nào? Ba ơi, con cố quên thì lòng càng thấy thương thêm. Muốn hủy diệt những sao vẫn hiện về một tâm hồn trong sáng như gương, dù nay đã vỡ tan tành nhưng vẫn còn chập chờn mảnh ghép vô tri một hình hài tiều tụy. Ai bi Cẩm Thủy ơi, em nỡ đoán đành cho anh gánh lấy những đau thương. Càng chân dương chẳng có ích lợi gì, càng là
con, giọt nắng sẽ dứt chết lạnh lòng, thân xác con càng héo hon, con chỉ xót đau chứ không oán hận, phải chỉ cảm thủy tỏ thật quá khứ đau buồn, thì con sẽ tha thứ mọi lỗi lầm mà nối lại mối tơ duyên. Bà biết tim con đang rướm máu, dù sao thì con cũng cố mà quên. Bà yên tâm đi, thời gian sẽ là liều thuốc mà. Xin lỗi, thấy cửa mở nên chúng tôi vào. Dạ thưa cô là... Dạ, tôi là Cẩm. Chị là chị của Cẩm Thụy. Phải, và tôi là Hoàng, anh rể của Cẩm Thụy. Chúng tôi từ Mỹ vừa về đến. Có phải cậu đây là... Là Nhơn, còn tôi là ba của nó. Xin chào anh chị. Mời hai cháu ngồi. Dạ, cảm ơn bác. Thưa bác, lẽ ra vợ chồng cháu về đúng theo ngày giờ dự tính, nhưng chẳng may có việc bất ngờ nên bây giờ mới tới được nơi đây, làm cho cậu Nhơn và bác phải trông chờ. Chẳng hay Cẩm Thụy nó đâu rồi hỡi Dượng? Chị em xa cách 6-7 năm trời, hôm nay tôi mới có dịp để trở về thăm lại đứa em gái trong ngày thành hôn. Chắc là em tôi phiền trách chị cho nên chẳng chịu ra mừng. Dượng nói là tôi nhớ nó lắm rồi, xin đừng hờn dỗi mà hãy thứ tha. Thật tình thì vợ chồng tôi đâu có muốn về trễ trong ngày cưới của em mình. Cậu Nhân biết không, nhưng vì công việc đã đoan, lại nữa máy bay cất cánh nó trễ giờ. Dượng à, xin Dượng mời em nó ra chị em gặp mặt, rồi hơn cách khi chị cũng cam đặt, bao nhiêu ái chị đều sẵn dành trong ngày cưới của em yêu. Thưa anh chị, bây giờ thì Cẩm Thụy không thể nào mà ra chào anh chị. Ủa, hay là em tôi đã đi đâu vắng rồi? Phải, và không bao giờ trở lại nơi đây. Hai người đang làm lễ cưới với nhau rồi mà. Vừa tàn tiệc cưới thì cũng vừa chia tay. Sao? Giờ đây em tôi nó đang ở nơi nào? Có lẽ Cẩm Thụy đã trở về quê. Đã trở về quê? Đã xảy ra chuyện gì? Bác, bác hãy cho cháu biết đi. Thật ra tôi không muốn nhắc lại, sợ đau xót cho thằng Nhơn. Mà không nói ra vợ chồng cháu sẽ trách bác. Thôi thì bác nói thẳng ra còn hơn. Chẳng nói như vậy, bữa tiệc cưới hôm đó chúng tôi phát hiện Cẩm Thụy có con với một người nào trước đó. Hả? Trời ơi, không, không đâu. Em của tôi không, quan cho nó lắm. Bác ơi, đứa bé đó là ai? Cẩm Thụy là một cô gái hiền lành, thật lòng bác rất thương mến. Nếu không có sự hiện diện của đứa bé kia thì không bao giờ tôi tin đó là sự thật. Thôi, hai cháu ngồi chơi nhé, bác đi có chút việc. Trời ơi, không, tất cả đều đã lầm lẫn hết rồi. Chính Cẩm Thụy đã nhìn nhận đứa bé đó là con, chỉ bảo tôi lầm lẫn chỗ nào nữa. Tôi không hề vu oan, trong khi tôi yêu cô ấy thật lòng tôi mà. Nhưng Cẩm Thụy không phải là mẹ của đứa bé ấy. Cẩm Thụy không hề sanh con mà. Cẩm Thụy, nhưng mà em đừng quá xúc động như vậy. Anh Hoàng ơi, Cẩm Thụy nó là đứa em gái tốt. Anh hiểu, em hiểu. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người lại không hiểu? Em à, bình tĩnh lại đi em. Trời ơi, tại sao quá bất công? Trong khi tôi ung dung hưởng giàu sang tràn đầy hạnh phúc, thì đứa em gái bơ vơ côi cút đau thương phải nhận lành quang tình.
thôi, tôi cho cậu là người thiếu bản lãnh, không đủ đầy kỹ lực trước vực thẳm của tình yêu. Tình yêu dung cho nhưng những chẳng có bao nhiêu. Sao cậu không đặt hết niềm tin vào người mà cậu thương mến? Để chuyện yêu yên bề ghé bên cho ấm ấm đường tình. Vì quá tin tưởng cho nên tôi gấp rút cưới xin, để bây giờ mới dở khóc dở cười như vậy. Vậy mà chị cho là chưa đủ nữa hay sao chứ? Không, cậu nhớ, cậu nhớ Cẩm Thủy trong sạch hiền lương chứ không xấu xa tầm thường như cậu lầm tưởng đâu. Cẩm Thủy nó giấu giếm câu chuyện đứa bé kia là gì? Chị cho là gì? Vì yêu tôi phải không? Tôi đã quá chán chường câu nói ấy ở cô ta, chỉ càng nói tôi càng ghê sợ câu đó nữa. Không, cậu nhớ, cậu hãy nghe đi là sự thật. Đứa bé kia nó là con của Cẩm Thủy chứ còn của ai nữa. Chính cô ta đã công khai xác nhận trước mặt mọi người trong buổi lễ tân hôn. Chị có biết những lời của chị là nhát chém mưu vô, làm cho toàn thân tôi tê liệt. Còn lại gì đâu nữa mà thương nghi tiếc, khi mau tim tôi khô cạn đã bao lần. Cẩm Nhung à, người ta không thích nghe nữa thì em nói để làm gì chứ? Không, em cần phải nói rõ, em cần phải nói rõ về Cẩm Thủy. Em à, người ta đã quay mặt không cần nghe nữa rồi kìa, em thấy chưa? Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, bây giờ em phải làm gì bây giờ? Về thôi em à, chẳng có lại nơi đây để mà giáng cầu cho người ta cưới em gái của mình. Cẩm Thủy có ế ẩm gì đâu mà em sợ, biết đâu chừng sau này còn gặp được duyên may. Nhưng em biết rõ tâm tình của Cẩm Thủy, hễ yêu ai thì một lòng một dạ, nên không đành lòng cho Cẩm Thủy hàm quan. Em mình thì một lòng một dạ, còn người ta thì buông lời mà. Sang dịp này mình đưa nó sang Mỹ rồi, thời gian nó cũng giống phôi phà. Lần này thì nhất định là Cẩm Thủy sẽ phải nghe lời của anh. Phải rồi, Cẩm Thủy không còn lý do để chối từ. Vậy theo anh á, mình nên thu xếp gấp là hơn em mà. Dân, cậu Nhân, rồi đây cậu sẽ phải hối hận. Chào cậu, đi anh. Vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ, ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió. Là người đến trước mà. Nhưng tim yêu đâu cần đến trước hay sao? Anh Nhân, chẳng lẽ anh lại tôn thờ hình bóng Cẩm Thủy suốt đời hay sao? Ngoài Cẩm Thủy,
không ai gọi tên tôi trợ giúp nữa đâu. Trời ơi. Nhân ơi, em nghĩ em là một người khôn ngoan, nhưng không ngờ qua ra khờ dại, như kẻ đi mò trăng đáy nước, nhặt cánh sao rơi rụng cuối chân trời. Tình yêu đâu đón đã gã mời, mà em thì lại bán mua tình ai để rồi nhận lấy chua cay. Có chiếm đoạt được chăng chỉ là thể xác không hồn, thì có giá trị chỉ với một tình yêu gượng. Em đã ngọt chuốt vàng trao đổi lấy trái tim tươi đẹp như sa mà khô khan đợi hạt mưa buồn. Giờ lòng tôi dường như ai sẽ tan nát từng cơn, còn gì đâu chua xót đau hơn khơi. Vào tình tuổi mộng mơ, em kiêu hãnh với sắc đẹp mà bạn gái không dễ mấy ai có được. Rồi cộng thêm tiền tài danh vọng, thế là em đã tự hào là mình đã có vũ khí sắc bén của tình yêu. Nhưng khi lâm trận đầu, em phải thất bại chua cay trước một cô gái nghèo nàn tên Cẩm Thùy. Em ghen hờn, em giận dữ, bằng mọi cách em phải đánh gục đối thủ, dù là thủ đoạn đê hèn, miệng sao chiếm lại trái tim yêu. Nhưng trời ơi, em càng giành giật bấy nhiêu thì càng nhận lấy bao điều đau khổ. Thiên đường tim em giờ đây sụp đổ vì Cẩm Thùy chối cha hơn bạc vàng ngàn. Bây giờ Mỹ Thu mới nhận ra điều đó hay sao? Vâng. Và em đã hối hận, đã làm tan vỡ hạnh phúc của anh. Mỹ Thu nói sao? Chuyện vừa qua, Chính em và Hoài đã sắp đặt tất cả. Trời ơi, trời ơi. Ba, ba ơi ba. Hả? Chuyện gì vậy Nhân? Con làm sao nói vậy? Chính con là một thằng ngu. Ba ơi, thằng Hoài và Mỹ Thu. Chuyện thế nào vậy Mỹ Thu? Dạ, mọi chuyện cháu sẽ cho bác biết sau. Anh Nhân à, còn bây giờ anh nên cấp tốc ra nhà Cẩm Thụy. Em sợ Hoài nó còn nhiều thủ đoạn xấu xa hơn nữa. Vậy thì con nên lấy xe đi đi Nhân. Con sợ Cẩm Thụy còn giận con, vì xin ba cùng đi với con luôn thể nghe ba. Phải đó ba. Vậy thì mình cùng đi, đi con. Dạ. Thưa mẹ, con đi học nè, nhớ đi sát lề nghe con. Ủa,
đi học mà đem theo đồ chơi chi vậy hả? Của má Nhung tặng con sao con không đem theo được? Nịnh má Nhung ghê chưa? Thưa mẹ, con đi học. À, chắc kiếp trước mình thiếu nợ thằng nhỏ này chắc à, cho nên mình lận đận về đường tình duyên. Thôi thì từ nay không có thèm yêu thương ai nữa hết, ở vậy nuôi nó luôn. Cẩm Thủy à, anh là ai? Thủy quên tôi rồi hả? Tôi là Hoài nè. Sự thật tôi không nhớ. Gặp hai lần rồi mà không nhớ. Lần đầu tiên xe hư ở Long Khánh đó, rồi lần sau Cẩm Thủy thanh toán tiền ở cơ quan đó. À, anh là nhân viên của anh Nhân. Bây giờ mới nhớ phải không? Tôi nhớ rồi. Anh vào đây êm ái quá, chút nữa tôi la lên vì tưởng ăn trộm. Đùa một câu nghe ớn quá. Anh Hoài à, anh đến đây có chuyện gì không? À thì đến đây có chuyện mới đến chứ. Hoài đến đây thăm em. Tôi đâu có đau ốm gì đâu mà từ thành phố lặn lội ra thăm. Mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Không những biết Thủy ở đây mà còn biết mỗi bước chân của Cẩm Thủy bước ở nơi nào. Là nơi đó có anh, em không vui khi có mặt của anh, chứ còn anh muốn gặp gỡ em dài dài. Anh nói tôi nghe hơi lạ lạ, trong khi tôi và anh ở hai miền xa lạ, chỉ gặp gỡ một đôi lần đơn sơ, có chỉ thân mà anh lại kiếm tiền. Mới gặp gỡ đôi lần mà anh xem như muôn thuở, Thủy giống người bạn lòng mà ngày xưa anh đã gặp gỡ. Anh và cô ấy yêu nhau nhưng tình duyên tách trở, bao năm trời tìm kiếm muôn phương, chợt Thủy hiện đến gợi nhớ gợi yêu. Người giống người là chuyện bình thường, chứ còn tình cảm thì sai chỗ rồi đó. Vì tôi là gái đã có chồng mà anh đến đây đặt chuyện nhớ thương, bộ anh không sợ sao? Nhưng mà thằng Nhơ nó đâu có thương em, nó đâu có chấp nhận em là vợ nó đâu. Nó đánh đập em tàn nhẫn giữa đêm khuya rồi đuổi em ra khỏi nhà, em không nhớ hả? Cái chuyện đó tôi không hề oán hận, mà trái lại tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn, càng xa tình càng tha thiết. Em nói làm anh hơi khó hiểu. Trong khi anh đánh đập đuổi xô mà em lại đi mong chờ. Ông trời ơi sao mà quá bất công, trong khi anh thật chờ mong. Thế mới biết theo tình thì tình phụ, mà phụ tình thì tình lại theo. Tôi với anh đâu phải hai kẻ nhân tình, mà anh trách hơn phụ tình tình theo. Chúng tôi chia tay vì sự hiểu lầm, chứ không phải không còn yêu nhau. Yêu nhau? Em nói anh nghe tức cười quá. Yêu em tống cổ em ra khỏi nhà, lại còn đánh đập dã man nữa. Vì thế mà tôi càng chiếm thêm vị trí quan trọng trong cuộc đời anh Nhân. Vì Nhân yêu tôi thật sự cho nên mới ghen hờn. Còn anh, chắc có lẽ anh không hiểu được tình yêu chân thật. Bây giờ em muốn chứng minh như thế nào? Em nói đi, anh sẽ làm tất cả cho em coi. Dù cho anh nói thế nào đi nữa, tim tôi cũng đã gửi trọn cho anh Nhân rồi. Nhưng mà Thủy à, em muốn nói. Cẩm Nhung, anh còn nhớ tôi sao? Chị Nhung, chị cũng biết anh Hoài nữa hả? Biết chứ, và chị biết rất rõ nữa em à. Sao? Anh không nghĩ là tôi có mặt ở đây chứ gì? Chị Nhung, chị về mà em không có hay. Chị thấy em có khách cho nên chị vòng ra sau nhà, tưởng ai quá xa là hắn. Anh Hai đâu rồi chị? Anh Hai em gặp chú Bảy nên ghé vào trò chuyện, chị về trước, nhờ vậy nên mới hội ngộ. Và hình như hắn đang tỏ tình cùng em á. Thì anh Hoài à, Cẩm Thủy nó là em gái của tôi, chắc anh biết chứ? Tôi không biết, thật sự tôi không biết Cẩm Nhung mà. Anh nói dối. Mà thôi, tôi chỉ muốn biết anh theo đuổi em gái của tôi với mục đích gì. Anh hại tôi bây giờ chưa đủ hay sao?
Chị Hai, chị Hai nói gì mà em không hiểu? Chị Hai, nói cho em nghe đi. Chị sẽ cho em biết sao. Còn bây giờ, tôi cấm anh không được quấy rầy em gái của tôi. Cẩm Dung à, có chuyện gì với em? Ủa, Hoài, mày là Hoàng? Đúng rồi, tao đây. Anh Hai, bộ anh biết anh ta nữa hả? Em à, hồi trước á, tụi anh và chị Hai của em học chung một trường. Hả? Vậy thì chị Nhung, chẳng lẽ chị Hai ơi, anh Nhân. Chào hai cháu. Đúng là tao không lầm, mày đã có mặt ở đây vì tôi là bạn của anh Hoàng. Dạ, con chào bác. À, thằng Nhân nó không dám xuống một mình nên bác phải đưa nó xuống đây, không ngờ gặp được toàn là người quen cả. Ủa, nói vậy bác và Nhân cũng quen biết với Hoài nữa à? Phải, Hoài đây là nhân viên của công ty bác. Quả thật là bác đoán không sai, nâng tức tốc xuống đây để theo dấu vết của thằng Hoài. Từ hôm nay cưới tới lại có nhiều điều đáng khả nghi. Nè bác, nói năng nên lựa lời, phải giữ mồm giữ miệng. Tôi chưa sai trái điều gì, cũng không lầm lỗi điều chi. Nguyên cớ gì mà lại theo dõi tôi hả? Con Mỹ Tu đã khai mọi chuyện, chính mày đã bại lộ trong công việc vừa qua. Thiệt là đẹp mặt đẹp mày chỉ là chuyện xấu xa. Quả là không còn cố tâm người ta. Tôi hoàn toàn vô tội, sao mọi người cứ ép buộc? Dù không người ta cũng đâu dễ được. Nè, đừng hòng bịa chuyện. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu con người của anh rồi. Để đạt tới mục đích, anh sẽ không từ chối một thủ đoạn nào hết. Anh đã từng hại cuộc đời của tôi, giờ đây đến em của tôi anh cũng không có buông tha nữa. Tại sao vậy chứ? Tôi Cẩm Dung, Hoài nó hại gì em chứ? Em nói đi Cẩm Dung, nó làm. Chị Hai, chị đừng nói. Cẩm Thủy, chị cảm thấy hổ thẹn với em, với lương tâm của chị. Bây giờ thì chị không thể để cho em phải gánh chịu nữa. Chị Hai, em chịu đựng được. Còn chị không thể. Không, chị phải nói lên sự thật. Và chị không thể để cho hạng người đê tiện thừa nước đục thả câu đâu em à. Nhưng rồi chị sẽ ra sao chứ? Chị xin em hãy để cho chị nói. Bao nhiêu năm nay em đã nhận lấy nhọc nhằn cái đắng chưa đủ hay sao? Còn chị, em ơi, chị có sung sướng chi đâu khi u quốc chất chồng lên đè nắng ở tâm hồn. Còn cả hai chị em ta đều bất hạnh, từ thuở thiếu thời cho đến lúc thành nhân. Giờ đây thì chị không thể nhắm mắt đưa chân mặc cho dòng đời ưa đây. Chị sẽ thú lộ đắng cay mà em nhận lấy, thì lòng chị mới thấm Cẩm Dung. Ẩn tình gì mà lần phút rồi đảo thương cay đắng. Em hãy nói thẳng hết ra đi. Em hãy nói hết ra đi cho mọi người có mặt nơi đây đều nóng lòng muốn biết. Mọi người nôn nóng nhất là anh. Em nói đi. Vâng, em sẽ nói đây. Chị Hai, chị Hai đừng nói. Em khuyên chị mà, đừng nói nghe chị Hai. Cẩm Thủy, em phải để cho chị em nói rõ ra sự thật. Cẩm Dung, em nói đi. Nói đi. Dân, em sẽ nói. Vậy thì tất cả mọi người có mặt nơi này hãy nghe đi. Đứa bé mà từ lâu em tôi ấp ôm nuôi dưỡng và phải chịu bao tuổi nhục thầm. Chị ơi, nó chính là con ruột của tôi. Hả? Sinh nó ra trong một hoàn cảnh vô cùng đau đớn, giờ không muốn không bao giờ hủy diệt, dù nó là giọt máu.
Trọng Nhung, em sinh ra nó bao giờ? Trước khi em sang Mỹ với anh, và cha của đứa bé đó cũng không phải là anh. Trọng Nhung, chị ơi, anh Hoàng, em có tội với anh. Cẩm Thủy, chị có lỗi với em. Cẩm Dung, tất cả là sự thật sao? Anh Hoàng, em không muốn có nó. Em không hề muốn có nó mà. Em xin anh hãy hiểu cho em. Anh, sự thật, chị em chỉ yêu anh mà thôi. Chị không hề phản bội. Xin anh đừng trách chị. Mà có trách thì anh trách con người lòng lan giả thú kia kìa. Trời ơi, thì ra đứa bé đó chính là lần đó. Trời ơi, lần đó kết quả là không. Không, không. Chị ơi, anh đã trốn chạy rồi. Để bác theo giữa chân nó. Ba, ba cho con theo với ba. Cẩm Nhung, thì ra cha đứa bé đó chính là... Trời ơi, anh muốn biết vì sao xảy ra cơ sự đó chứ? Anh Hoàng, Hoàng ơi, anh hãy bình tĩnh mà nghe những sự tình nẻo le ngang trái của đời. Cơn giông bão ở trong
đời. Vậy mà em ơi cũng không than thở một lời, dâu kinh trong tâm những gì ngang trái, chịu đựng thám sầu cay đắng từ lâu. Cẩm Dung ơi, chính em nên làm cho bể thẳm quá cồn dâu, nở gieo thẳm sầu cho đứa em thơ dài. Cái sắp thân quan cái không có gì tội lỗi, mà có lỗi chẳng là ở tâm hồn. Anh Hoàng, vì em nghĩ trong tình yêu ai mà không ích kỷ, em chỉ sợ anh sẽ không tha thứ cho em. Tại sao nghĩ là anh tầm thường hẹp lưỡng như vậy, trong khi vợ chồng chăn gối biết bao năm? Trong chuyện này đâu phải lỗi ở em, mà sao em vẫn im lặng không hề thô lỗ? Nếu không có sự hiện thật hôm nay thì tội lỗi kia chưa được phơi bày ra ánh sáng, và nỗi đau khổ của Cẩm Thủy còn phải đeo mang cho đến bao giờ? Cái tiếc em đã trao trọn cho anh, mà chữ trinh tiếc em không hề lỗi đau. Cái giá trị quan trọng trong tình yêu không phải là thể xác, mà là một tâm hồn trong trắng thành cao. Anh Hoàng, anh hai, thật là hạnh phúc cho chị em có được một người chồng độ lượng như anh hai đó. Sự độ lượng này anh tặng lại cho em đó. Còn Cẩm Dung, từ đây về sau em không được giấu anh dù bất cứ điều gì nhé. Em xin lỗi anh. Ở kìa, bác và Nhân đã trở lại kìa. Ổn cả rồi các cháu. Thằng khốn kiếp ấy làm tờ tự thú trước mặt chính quyền, cũng may là phát hiện được sớm, không thôi nó sẽ làm nhiều việc khó có thể mà đo lường được đó cháu à. Tất cả sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng. Và thưa bác, và cháu muốn biết ý kiến của bác và cậu Nhân về việc của Cẩm Thủy như thế nào. Mũi dài thì lái đòn, trước mặt hai cháu bác có lời xin lỗi. Còn Cẩm Thủy, con cũng nên bỏ qua nghe con. Dạ con, con nào dám. Dạ thưa bác, theo ý cháu thì vợ chồng cháu mời bác sang qua đây dùng nước, nhường lại đây cho cậu Nhân và Cẩm Thủy. À phải đó. Nè Nhân à, bổn phận của ba đã xong, trách nhiệm từ đây là do con đó. Nhớ là Cẩm Thủy chưa hết giận thì con cũng chưa về đó nghe. Dạ, chưa. Xin mời bác. Cẩm Thủy, giờ đây anh không biết dùng lời gì xứng đáng để tạ tội với em nữa. Cô kìa, em suy nghĩ gì thế? Ừ? Hãy cho anh một lời nguyền rủa đi, rồi nói lời tha thứ cho anh. Cẩm Thủy à, quay mặt lại nhìn anh đi em. Em không có rảnh đâu, em đang bận nhìn hoàng hôn chập xuống, nó đẹp hơn đó. Ờ, dẫu nó đẹp thế nào cũng không bằng vợ anh được đâu. Thôi đi, anh nói nghe, nịnh cũng tài mà ghen cũng dễ sợ. Cẩm Thủy, từ nay anh xin chừa nè. Chừa thiệt không? Thiệt mà. Nói thì nhớ đó nghe. Cẩm Thủy. Chơi vơi và ngỡ ngàng, bàng hoàng phút gặp em. Lững lờ từng chuỗi đàn, cho hồn rộng thênh thang. Em từng bước không nhẹ nhàng vào hồn tôi.
Cẩm Thủy ơi, anh chân thành cảm tạ tấm lòng em vì tha bao la cao cả. Nói nữa đi em, tiếng nói yêu thương mà anh đã khao khát bao ngày. Có thức đêm mới rõ được đêm dài, có dò sông mới biết sông sâu sông cạn, có yêu rồi mới biết chân giá trị của tình. Anh hứa từ đây sẽ hết mất luôn chiều để chuộc lại những gì mà anh lầm vì lỗi. Hoàng hôn sẽ phủ trùm màu đen tối, nhưng lòng em vẫn sáng trong tờ ánh trăng rằm. Nếu ai đưa mình đi về cùng chung lối đường thì ta vẫn thăm thì có xa chỉ mưa rơi giá lạnh đêm trường đường thương đau đã qua rồi ta hãy xóa bỏ đi những ngày dài tâm tôi bờ sông vòng tay mình cùng nhau tiếp nối một mối tình đẹp tựa bài thơ. Đừng có cười anh nha, lúc đó đó thấy đứa bé anh không còn biết gì nữa, chỉ biết cô ghen phải không. Lúc đó nghe nói thiệt á, cái mặt anh hả kỳ cục lắm á. Sao kỳ cục? Cái mặt anh á xanh khiếp luôn á, làm cho em sợ quá trời hả. Bộ xanh lắm hả em? Ừ, phải rồi, ghen như vậy mới là ghen chứ. Lúc đó tối tăm mày mặt hết trơn hết trọi à. Phải, bởi vậy mới tát tay cho sáng lại phải không nè. Tát lại anh đi rồi quề hả? Em không có nhẫn tâm như người ta đâu. Thôi, tha cho đó. Vợ anh thật là đáng yêu. Nè, anh sẽ đền cho em một nụ hôn thật là dài. Nè, không có được đâu. Bắt được em mới có quyền đó nha. Đó, hai cháu thấy không? Bây giờ thì như trẻ nít vậy à. Em xin anh chị hai bỏ lỗi cho em. Có thương nhau lắm thì đánh nhau đau, nhưng mà một lần thôi đó nha. Dạ em không dám đi nước mặn nữa đâu, sợ Hà ăn chân chết. Dạ thưa bác, vợ chồng cháu phải về bên ấy vì có nhiều công việc quan trọng lắm. Vậy xin bác và Nhân cho vợ chồng cháu gửi lại Cẩm Thụy, nhờ bác và Nhân dạy dỗ. Đó Nhân, nghe anh hai nói đó. Dạ. Ráng mà chung ngồi hạnh phúc để đáp lại lòng dĩ tha của Cẩm Thụy nha. Dạ. Con cảm ơn ba. Bé Tú về kìa. Mẹ. Tú à, con lại đây với mẹ. Với ba nữa chứ. Ba mẹ, còn ông này à, cũng là ba của con luôn. Phải không mẹ? Phải. Tú à, từ nay con là đứa bé diễm phúc nhất đời, vì con có cả hai cha hai mẹ. Có nhiêu đó thôi à, còn ông nội nữa chứ. Chàng ơi, mà cùng tới
đậm đà chim hồn. Đậm đà chim hồn.